Dạo gần đây thì mình thấy thị trường ổ cứng không còn hot như trước đây nữa. Vì vậy giá thành của nó cũng giảm đi đáng kể. Và việc giá của nó giảm đi lại là điều rất vui cho tất cả các anh em. Anh em có thể lựa chọn cho mình một chiếc ổ cứng phù hợp với giá tiền của mình hơn. Việc lựa chọn một ổ cứng tốt rất quan trọng vì nó giúp chiếc máy tính của anh em hoạt động một cách mượt mà hơn. Nếu như anh em ghét cảnh phải chờ đợi rất lâu khi bật máy lên hay là truy cập vào ứng dụng làm mất nhiều thời gian thì việc nâng cấp SSD là một lựa chọn không thể bỏ qua. Vậy trong video này thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc ổ cứng với giá cực kỳ thơm trong thời điểm hiện tại. Nhắc tới Weddy chắc các bạn không còn lạ lẫm gì với thương hiệu này nữa. Những sản phẩm của Weddy rất phong phú đa dạng về mẫu mã và giá cả. Và ngày hôm nay thì mình sẽ nói về chiếc ổ cứng Weddy Black SSD 250GB. Đây là một sản phẩm ở phân khúc tầm trung đang được rất nhiều anh em quan tâm ở thời điểm hiện tại. Và đây là em nó, vỏ hộp của chiếc ổ cứng này được thiết kế rất nhỏ gọn. Mặt trước là những thông số cơ bản như tốc độ đọc của ổ cứng là 3000MB/giây, dung lượng ổ cứng là 250GB. Chip nhớ 3D NAND với 64 layer cho hiệu suất cao, chuẩn giao tiếp PCIe Gen 3 với giao thức NVMe và hỗ trợ bảo hành lên tới 5 năm. Nói sâu về công nghệ 3D NAND, Weddy đang đưa công nghệ này vào dòng sản phẩm SSD tiêu dùng cao cấp của họ với sự ra mắt của SSD NVMe có bộ nhớ flash 3D TLC NAND 64 lớp cùng controller của Weddy. Trong khi với sự cải tiến này, hiệu năng của Weddy Black được tăng lên đáng kể nhờ sự tối ưu hóa của thiết kế. Và đây là ổ cứng sử dụng chuẩn M2. Cá nhân mình thích chiếc ổ cứng này vì sự thuận tiện của nó. Mỗi lần tháo hay lắp chiếc máy tính quả là một cơn ác mộng. Mình phải tháo cả bộ PC ra, mất rất nhiều thời gian và dây dợ rất lằng nhằng. Nhưng với chiếc SSD này chỉ cần một chiếc vít bé tí là mình có thể gắn nó ngay trên mem một cách đơn giản. Sẽ có rất nhiều anh em thắc mắc là tốc độ của chiếc ổ cứng này có bằng với tốc độ của các hãng nổi tiếng như Samsung, Intel hay không. Vậy sau đây mình sẽ test chiếc ổ cứng này để anh em có một cái nhìn tổng quan nhất. Mình sẽ test bằng phần mềm CryptoRitMax và điểm số đạt được cũng khá ấn tượng. Và chúng ta hãy cùng xem qua thông số của nó qua phần mềm CryptoRitInfo. Tiếp theo đây thì mình sẽ thử copy một file có dung lượng là 10GB để xem nó hết bao nhiêu thời gian. Như anh em cũng đã thấy sức mạnh của nó như thế nào rồi, vậy anh em có sẵn sàng bỏ hơn số tiền hơn 2 triệu để xúc em nó về không? Anh em nghĩ sao về chiếc ổ cứng này thì hãy để lại comment của mình bên dưới. Và đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube của Anphát để đón xem những video tiếp theo. Anh em có thể tham khảo các sản phẩm khác tại Anphát PC. Cảm ơn anh em.